Tích lũy phim hay có gì hay? Nếu bạn có một khoản tiền nhàn rỗi, bạn sẽ lựa chọn hình thức đầu tư nào vừa an toàn, nhanh chóng, lại nhận lãi ổn định? Chắc hẳn đa số mọi người sẽ nghĩ ngay tới mua vàng hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng. Bởi đây là những kênh tích lũy truyền thống và được nhiều người lựa chọn hiện nay. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng phát triển, bạn sẽ có thêm nhiều kênh gửi tiết kiệm không chỉ mang lại lợi nhuận cao, gửi tiền dễ dàng mà còn thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Một trong số đó là sản phẩm tích lũy trên ứng dụng FinHay. Vậy tích lũy FinHay có gì hay? Sản phẩm tích lũy của FinHay là sản phẩm tài chính đặc thù mà cá nhân khó có thể trực tiếp tiếp cận thông qua thị trường tài chính thông thường. Trong đó, tiền của bạn dùng để mua các sản phẩm tài chính như chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi, trái phiếu. Các sản phẩm tài chính này đến từ các ngân hàng uy tín như BIDV, Bản Việt, HD Bank, Vietcombank. Bạn sẽ nhận được lợi nhuận cố định hàng tháng theo gói tích lũy đã mua. Hiện nay, FinHay có 3 loại sản phẩm tích lũy gồm: tích lũy không kỳ hạn, lợi nhuận 4% một năm, rút bất kỳ lúc nào cũng nhận được lợi nhuận cố định. Tích lũy kỳ hạn 3 tháng, lợi nhuận 6% một năm, nhận lợi nhuận vào cuối kỳ. Tích lũy kỳ hạn 12 tháng, nhận lợi nhuận 8% một năm, nhận lợi nhuận cuối kỳ. Khi gửi tích lũy FinHay, bên cạnh việc được lựa chọn linh động kỳ hạn gửi với mức lợi nhuận hấp dẫn, bạn còn được miễn phí nạp rút tiền. Chỉ với vài thao tác cơ bản, bạn đã có thể nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào FinHay hoặc rút số tiền đó về tài khoản ngân hàng nhanh chóng. Ngoài ra, tại một số ngân hàng, số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu phải từ 1 triệu đồng. Tuy nhiên, với sản phẩm tích lũy trên FinHay, chỉ từ 50.000 đồng, bạn đã có thể tích lũy và sinh lời. Chính vì vậy, sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, từ sinh viên, công nhân, nhân viên văn phòng, nội trợ đều có thể sử dụng. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về các sản phẩm, bạn có thể truy cập website www.finhay.com.vn/, nhập chọn sản phẩm, chọn tích lũy. Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về sản phẩm tích lũy trên FinHay và có thêm một gợi ý để gửi tích lũy an toàn, lợi nhuận tốt với số vốn từ 50.000 đồng. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không tải app và trải nghiệm ngay? Đừng quên nhấn follow kênh để không bỏ lỡ những kiến thức bổ ích.